chung là cái bọn mình đều công nhận cả và đều công nhận là để mà ôn đi chuyên Anh thì tốt nhất ý, cái phương pháp tốt nhất sẽ là làm đề thật nhiều và phải nắm thật chắc những cái đề mình đã làm. Thì bây giờ mình sẽ đi từng dạng bài một. Đầu tiên là dạng về phiên âm đúng không? Phonetics, phiên âm và trọng âm. Thì cái bài về phiên âm này thì bọn mình kiểu làm rất là nhiều đề, xong rồi phải sai nhiều, sai xong rồi bắt đầu từ đấy mình mới quen dần ý, từ đấy sẽ đánh được. Với cả mình càng làm quen nhiều với cái ngôn ngữ thì mình càng biết là cái từ đấy nó phát âm như thế nào luôn ý. Với lại có một số quy tắc. Ừ, có một số định quy tắc để nhớ, mặc dù là không thể áp dụng rất là nhiều, có thể không áp dụng vào tất cả các từ nhưng mà có thể nói giúp cho mình đoán khi mà mình gặp một từ mình không biết. Đúng rồi, chính xác. Đấy là có thì... cái quy tắc mà đọc phát âm S số nhiều với cả là có cứ ấy. Đúng rồi. Cái đấy tại đấy sẽ thường là... Cái đấy mọi người lên mạng tra rất là nhiều luôn ý. Thế còn một cái nữa là bài trọng âm cũng là một cái bài rất là khó nhằn, sợ hồi giờ thật sự bài nhất. Thì bài trọng âm, bài trọng âm này đoán ấy nó cũng hay bị sai ấy. Kiểu đoán nó hay bị sai. Cái đấy cũng có một số quy tắc nữa. Có một số quy tắc mà cũng cần làm nhiều là chính. Tiếp theo là cái bài mà multiple choice, chọn trong bốn cái đáp án ý, ABCD. Thì mà cứ phải làm quyển sổ xong chia ra kiểu một phần là về. Đúng rồi, trong quyển sổ phải có từng phần một cho từng dạng bài một. Ngày xưa tao hay vác sổ vào nhà vệ sinh học. Sợ gì? Để tao học được thường xuyên ấy. Mày hiểu không? Ôi, đam mê. Cái đấy phải cho vào nhá. Được. Không, trong nhà sinh đao có mấy cái nhiều nốt cực. Tại vì buổi sáng nhìn ý, nhưng mà thực ra cái đấy để cho mình tâm lý mình là thấy từ mọi nơi ý, thì mình sẽ thấy còn hầu hết là vẫn phải ngồi xuống xong học xong. Kiểu tận dụng mấy cái lúc như kiểu là đi xe buýt hay là đúng rồi dỗi như là đấy. Nghĩa là mình cũng nói một cái là để nhớ thì các bạn phải quên, thế là cái việc ôn lại nó rất là hiệu quả vì mình đã quên rồi, mình được nhắc lại mình sẽ nhớ rất là lâu. Đấy thì trong phần đấy thì phải học thuộc thôi. Phần tiếp theo là chia dạng từ trong bài đọc, thì cái này phải nắm chắc ngữ pháp để biết là trong cái hoàn cảnh như thế này thì từ này sẽ dùng loại từ nào, động từ, danh từ, tính từ. Rồi cái này phải làm nhiều để quen và biết có một từ. Có một số từ ấy nó chỉ cho mình cái gốc của từ thôi. Và mình phải nghĩ ra một cái từ mà nó biến đổi thì cái gốc đấy. Ví dụ như là cái breath này. Breath thì thành breathtaking. Cái đấy phải tao học synonym nhiều. Rồi cả synonym cũng là cả cái trái nghĩa cũng antonym. Với cả là lúc mà điền động từ thì phải chú ý xem là thì như thế nào để còn chia cho chính xác. Đúng rồi. Thì cái ngữ pháp như vậy mà là chị ơi, ngữ pháp có quan trọng không ấy? Ngữ pháp không quan trọng mà là cực kỳ quan trọng. Thế là không ngữ pháp là không làm gì được đâu. Thế nên là phải có ngữ pháp quan trọng. Quy tắc nữa nên là nó khá sẽ ăn điểm. Thế là làm đề điều này cũng sẽ cho mình cái kiểu luyện tập để mình nhớ ngữ pháp chắc hơn ý. Bài tiếp theo là fill in the blank, là kiểu của cái này mình tự nghĩ từ ra để cho vào. Đây là phrasal verb ấy, kiểu nó là đúng rồi. Kiểu preposition ấy. Thế đấy, tức là phrasal verb với lại phrasal verb again rất là quan trọng. Mà đấy khó đoán vừa phải làm nhiều. Cái đấy phải học thuộc thôi. Tiếp theo là đến tìm lỗi sai trong bài đọc. Tìm lỗi sai thì cái này chú ý ngữ pháp đơn giản là biết nhiều phrasal verb thì mình sẽ biết được ngay là nếu mà nó dùng kiểu preposition sai. Đây là người ta thường có mấy cái lỗi sai cơ bản là mấy cái kiểu chia động từ với cả mấy cái số nhiều, số ít. Đây là mấy cái quá khứ hay kiểu thì mấy cái phải logic nữa. Ví dụ như là những cái logic kiểu đối lập nhau là nó phải là but này. Đấy hoặc là while, nói chung là những vấn đề về logic. Nghĩa là nó không chỉ liên quan đến từ mà nó liên quan đến cả cái nội dung bài đọc nữa. Đúng rồi, chính xác, tức là mình phải đọc hết cả bài. Đúng rồi. Mấy cái liên quan đến reference nữa là nhỉ? Nghĩa là kiểu bên trên chủ ngữ số ít nhưng mà nó sẽ dùng một tâm. Đúng rồi, tức là nó gọi là Subject Verb Agreement. Đúng rồi. Với lại có một cái nữa là Parallel Structures nữa. Tức là nếu mà vế này nó là số ít thì vế sau cũng là số ít. Đúng rồi. Mà vế này là số ít và vế sau là số nhiều thì mình sẽ biết ngay vế là sai. Và tiếp theo là bài đọc. Bài đọc thì có nhiều cái nói lắm. Bài đọc thì mọi người hay khuyên một cái là phải tìm keyword để mà mình soi lên bên trên ý, để mình tìm được cái chỗ mà người ta đang hỏi mình ý. Để mình đỡ mất nhiều thời gian này. Thường là bài đọc mọi người hay bị cả là đọc lâu quá, đọc mãi không hiểu ấy, xong rồi trả lời thì hay bị lừa. Tao hay đọc câu hỏi trước xong rồi phải đọc cả bài. Đúng rồi, mọi người bảo là nên đọc câu hỏi trước. Hoặc là thấy một cái tips là kiểu skim bài đọc trước để xem nó nói về cái gì đã. Xong bắt đầu đọc câu hỏi. Xong rồi khoanh keyword, xong rồi
tìm lật lại bên trên để đấy những bài đọc thì nói chung là mình biết nhiều từ này, chăm chỉ tra từ, học thuộc từ, làm nhiều bài đọc. Nhớ rồi, đấy là bài đọc. Tức là này nhá, thông thường ý, trừ cái câu hỏi đầu tiên ra là nó hỏi ý chính của bài, cái câu ấy sẽ làm cuối cùng. Đúng rồi. Thì mỗi câu trong bài nó thường sẽ hỏi về một đoạn, thì mình đọc câu hỏi của cái phần đấy rồi nó sẽ chỉ ra là mình cần đọc cái đoạn nào, xong mình đọc lên cái đoạn đấy thì sẽ tìm thấy thông tin mà cần tìm nhất. Đúng rồi, mọi người đừng dành quá nhiều thời gian để đọc hết bài một lượt, tại vì nó rất là không có tác dụng gì cả ấy. Đằng nào mọi người cũng phải đọc câu hỏi rồi lại quay lại đọc một lần nữa. Thì cái tip mà nó nổi tiếng nhất là ôi đọc lướt thôi, cực kỳ lướt thôi để xem bài này nói về chủ đề gì, hay là kiểu là môi trường hay là cái gì, để mình có một cái ý tưởng thôi ý. Đọc lên câu hỏi thì đúng là cái câu hỏi đầu tiên thường là thường sẽ kiểu gì có một câu là cả bài nói về cái gì, cái đấy làm cuối cùng đấy. Còn để xem nào, đây người ta sẽ chỉ ra là từng đoạn một, à với cả người ta sẽ hỏi là according to the author ấy, nghĩa là theo tác giả của bài viết thì như thế nào. Thì cái này mình cũng phải để ý là ông này state cái gì, kiểu sẽ có những cái phrase riêng cho kiểu ông này, ông khẳng định. Sẽ có hai loại thông tin, một là loại thông tin từ tác giả, hay là thông tin tác giả lấy từ nguồn khác. Thì phải chú ý cái đấy. Đúng. Để không bị nhầm, cái rất là dễ lừa. Hoặc là tác giả có thể disagree về cái gì đúng đấy. Đúng rồi, thường là sẽ thái độ của tác giả về vấn đề được nói đúng không? Thường thì ABCD sẽ có kiểu là sẽ có đáp, sẽ có thậm chí là cả bốn đáp án đều có trong bài, nhưng mà nó lại không thuộc về tác giả thì mình không chọn. Hiểu không? Đấy, đúng rồi, vừa nhớ rồi. Cái bài đọc nó ná nhau ấy, kiểu lừa ấy. Đấy. Giờ lúc đầu tôi cũng không hay đọc lướt qua bài đọc lắm, tại vì đọc câu hỏi tôi cũng kiểu hiểu được nó nói gì. Đúng. Nếu mà mình đọc câu hỏi mình hiểu được luôn thì không cần thiết phải đọc lướt qua bài đọc, vì mình tiết kiệm thời gian là tốt nhất. Tiếp theo là dạng bài điền từ vào chỗ trống trong một cái đoạn văn. Cái này khó. Nó không chỉ test vocabulary, nó còn test cả grammar với cả đấy, nghĩa là mình biết từ thôi chưa đủ. Mấy cái này nếu mà học thành câu, ví dụ như là học một từ mà học thành câu, ví dụ như từ điển cực kỳ hỗ trợ mấy bài kiểu này. Thì có thể là như tớ hồi xưa là tớ tra từ trong bài luyện thi này, nhưng mà trong từ điển nó sẽ có ví dụ ấy. Thì mình đấy. Ghi ra luôn đấy, mình ghi ra luôn thì mình có thể học theo cái đấy. Nhưng mà rất là mệt đấy. Cái bài nó cũng khá là bất công, bởi vì có nhiều bài thi chỉ cho một đáp án. Trong khi có những cái trong khi có rất nhiều những cái lựa chọn khác. Đấy. 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 Hồi xưa mọi người argue về đấy nhiều mà. Bảo là bài này đáp án này cũng được, nhưng mà thật ra đáp án của người ta chỉ có như thế thôi. Thì mình cũng chịu. Tại vì giáo viên chỉ cần theo cái mô bích điểm có sẵn thôi ấy, nên là cứ phải làm nhiều vào. Nhiều khi nhớ nữa. Nếu mà nhớ thì tốt. Nói cái bài này nhiều khi là có những cái chỗ recycle sau đấy nó có nhắc đến cái từ đấy. Đúng, chính xác. Là phải đọc hết cả bài. Có là có một cái chỗ trống người ta bỏ trống rồi đằng sau đấy trong đoạn văn này nó lại có từ đấy nữa. Thì nhiều khi mình áp dụng cái đấy được luôn. Và mọi người biết không, có một cái tôi vừa nghĩ đến là hình như đề người ta cũng recycle ấy. Một số bài. Đúng rồi. Nghĩa là làm nhiều đề nhiều mà. Làm nhiều đề những năm trước có thể bắt gặp chính cái bài mà mình đã từng làm rồi đấy. Hoặc là hình như là trong destination người ta còn lấy B nguyên ra. Đúng rồi, nhưng mà nó sẽ cắt từ khác. Nó sẽ cắt những cái từ. Chẳng hạn như nó sẽ lấy một cái bài đọc trong một quyển destination, xong nó sẽ cắt một số từ mà nó nghĩ là học sinh cấp 2 đủ giỏi để có thể để replace được ấy. Tôi nhớ là hồi xưa tôi đi thi tôi nhận ra kiểu mình từng làm rồi ấy. Đấy, có một vài câu thế thì làm nhiều đề là có tác dụng như thế. Cái bài writing thật sự nhất luôn ấy, viết lại câu tại vì nó còn bị sai những cái lỗ rất là nhỏ ấy. Cái này thực sự chỉ biết cấu trúc thôi. Bài chế động từ nữa phải để những cái động từ bất quy tắc nữa, nó bất quy tắc thì mình học tốt thôi. Thực ra bài này xác định xem là cái mình cần thay, cụ từ mình cần thay mà nó cho từ trong ngoặc là gì ấy. Thì sau đó thì mình sẽ bắt đầu kiểu thay kiểu thay cái còn lại chép lại y nguyên, còn những cái còn lại thì một chép lại y nguyên hoặc là kiểu cố biến nó thành vào trong câu ấy. Không được thiếu phân nào cả. Thực ra chủ yếu trong thi chuyên này nó chỉ đơn giản là nó thay một cụ expression thôi, nên chỉ cần xác định cái cụm mà mình cần thay là gì, so kiểu mình nghĩ lại cái idea phrase verb cần thay là gì. Còn cái đoạn còn lại thì bắt đầu kiểu kết hợp vào câu sau. Tiếp nữa là bài viết thì chắc chỉ có lời khuyên là phải brainstorm trước ý, đừng có mà viết luôn. Nghĩa là trước khi viết thì mọi người phải có bố cục rõ ràng, là không là mà đặc biệt là đề viết đoạn nhá, đây không phải là đề viết đoạn đúng không? Tùy thường là viết đoạn còn
chuyên ngữ sư phạm mà hay viết chuyện sư phạm chuyên ngữ thì hay viết cả bài. Con nhớ là An Hồ Xuân đấy mình viết đoạn, mà viết đoạn mà mọi người viết sai cái kiểu viết của đoạn cũng không được nhá. Câu đầu tiên nào cũng phải là câu nói chính đúng không? Cho là ngắn gọn. Cái câu trên là thesis statement. Xong rồi đến mở ý ra thì thường sẽ có là một câu chủ đề xong rồi có hai ý gì đấy. Có hai ý xong rồi đến câu viết luôn, tại vì nó chỉ có 250 từ thôi mà. Thì mình viết dài quá cũng được mà ngắn quá cũng được. Nói chung cô ta còn bắt viết theo là một cái dòng, thường là một cái dòng sẽ là được 13 từ ấy. Thì mình chỉ biết từng đấy dòng thôi. Thế thì thật là kệ. Nhưng đúng là kệ thật. Nhưng ở trong cái ô này cái khung người ta cho họ được, nhưng mà nó viết dài quá không được đâu. Thế mà cũng bị trừ điểm đấy các cô ấy chẳng là trong lúc viết phải kiểu sử dụng một vài kiểu từ vựng hoặc là cấu trúc câu nghe có học một tí, nhưng đúng rồi, nghe phải sang sang xịn xịn đúng không? Nói chung là cái lời khuyên cuối cùng là bài nghe nữa nhỉ? Bài nghe rất là nhiều đứa dính vào cái lỗi là viết sai chính tả. Hoặc là nghe sai một tí rồi nó đứt luôn rồi. Mà cái loa dày sai. À đúng rồi, thì nghe thì kiểu không được ngại ấy. Kiểu nếu mà lúc nghe thử thấy bé quá hay là thấy kiểu có vấn đề gì phải nói với cô. Kiểu, đừng có ngại không nói đúng không? Kiểu cứ bảo là tăng hết cỡ, mà nếu mà kiểu mình ngồi cuối mà cô bảo là tăng hết cỡ rồi vẫn không nghe thấy thì kiểu phải xin phép là kiểu lên ngồi kế bạn nào hoặc là chỉ cho mày nghe thôi ấy. Hoặc là kiểu lên ngồi cạnh cô luôn ấy. Đúng rồi, đừng có mà bị ngại. Đừng ngại, đây là lợi ích của mình mà. Thôi mình sẽ không nghe một cái gì đâu. Với cả nếu mà kiểu bé quá thì kiểu yêu cầu cô tắt quạt chịu nóng trong kiểu mấy phút để mà nghe cho thực tế. Đợt thì ao sẽ còn kiểu có cái phòng bị dè rồi bị giật cái gì. Xong có nhiều cô không biết ý, kiểu đáng ra được nghe hai lần ấy, có cô cho nghe một lần xong rồi có tắt luôn. Thì mọi người phải biết là cái thì phải nhắc cô. Phải biết là như thế nào để mà biết để mà nhắc cô. Với lại nếu mà có thể đoán trước được cái từ, ít nhất là cái dạng từ mà mình cần điền là gì. Nghĩa là kiểu lúc mà bảo cô bảo là chuẩn bị bắt đầu bài nghe thì đừng có mà đâm đầu vào làm cái phần bên dưới mà phải kiểu đọc trước mấy cái câu ấy. Để lúc mà làm thì sẽ không bị kiểu bỡ ngỡ. Nghĩa là có một cái trò là mình khoanh trong bài viết xong mình quên không ghi chuẩn bị ô ấy. Đúng rồi. Nhiều đứa bị thế đúng không? Đúng rồi. Tức là tất cả các bài thi An thì đều phải viết vào cái phần đánh dấu. Đúng rồi. Chứ không được có mỗi khoanh. Nó sẽ có một cái ô bên dưới, bài nào cũng thế. Phần bên dưới phần quan trọng, mọi người khoanh lấy khoanh để vào bên dưới cái ô cần viết, mình mọi người không có cái gì không xong. Hoặc là cái lúc mà chép từ bên trên xuống bên dưới, nếu mà mọi người khoanh ý mà chép từ bên trên xuống bên dưới không cẩn thận nhá, cũng sai rồi đấy. Kiểu A, B, C, D xong rồi loạn thì cả lên ý, sai có lối sai ấy mà. Kiểu rất là oan uổng luôn ý, thế nên mọi người cẩn thận. Chúc mọi người, đặc biệt là những em nào muốn thi chuyên Anh hoặc là muốn giỏi tiếng Anh thôi chẳng hạn, thì có thể qua clip này có thể biết nhiều hơn cái tips để học thi chuyên Anh cũng như là làm đề thi chuyên Anh nhé. Ok, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người nha, bye bye. Nếu mọi người muốn theo dõi Instagram của mình thì Instagram mình là Mei Chan. Mình sẽ để Instagram bạn lên nha. Muốn được không? Được. Ok. Và mình sẽ sớm quay trở lại với những video hay hơn, nên mọi người hãy chờ đợi nha.